gì vậy? Còn bây giờ là quá là phát sinh. Trong cái công. À. Vậy thì các bạn thấy rằng đối với kỹ thuật hóa học sinh trong điều trị á, nó thật sự ra cái kỹ thuật xét nghiệm hóa học sinh đồ này đó, nó đáp ứng các vấn đề điều trị các bệnh nhân. Bởi vì chính thật ra khi mà một bác sĩ họ điều trị các bệnh nhân không bao giờ người ta dùng các kháng sinh lâm sàng hết, mà luôn luôn người ta có hai kháng sinh lại với nhau. Và các bạn biết rằng là trước năm 1950 tôi á, ông Javert ông đưa ra một cái nguyên tắc, anh ông bố chứ 1951 Javert ông đưa ra một nguyên tắc hóa học phát sinh, người ta gọi là nguyên tắc Javert. Và nguyên tắc ngày hôm nay nó vẫn còn hữu dụng cho một số trường hợp thôi. À, nguyên tắc có cái gì? Không bao giờ người ta có phối hợp hai kháng sinh, một kháng sinh có tính kiềm hỗn với một kháng sinh có tính kiềm hỗn. Nếu như phối hợp điều trị giữa một kháng sinh có tính kiềm hỗn với một kháng sinh có tính kiềm hỗn á, thì nó sẽ làm bóc hoạt kháng sinh, là bóc hoạt tính kháng sinh. Mà luôn luôn người ta phối hợp trong điều trị đó là gì? Đó là một cái kháng sinh, hai kháng sinh kiềm hỗn hoặc là hai kháng sinh có tính kiềm hỗn. À. Tuy nhiên cái nguyên tắc cho bé các ngày hôm nay á, nó có nhiều điểm chưa đúng, chưa phù hợp. Tại vì cái thời điểm ông Javert cũng đưa ra cái nguyên tắc đó, cái thời điểm đó cái số lượng phát sinh nó còn không có nhiều, còn ngày hôm nay số lượng phát sinh tương đối nhiều. Và cái thời điểm đó cái tình hình này phát sinh chưa phải là một cái vấn nạn, còn ngày hôm nay nó khác đi rồi. À, bởi vì các bạn thấy đối với trong một điều trị á, cái việc phối hợp phát sinh á nhằm mục đích gì? Thứ nhất là người ta bao phủ có tác nhân nhiễm trùng mà người ta không thể được đo lại được. Tôi lấy ví dụ như một bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, nhiễm trùng huyết thế này, rồi con xét nghiệm không biết dựa cái dấu nhiễm trùng này không biết đó là con vi trùng gì, trực khủng ra âm hoặc cầu ra dương. À, và đến các trường hợp này bác sĩ lâm sàng trước khi mặc dù họ lấy mẫu máu mà gửi đi cái nhưng tất cả lại cái máu ngày hôm sau mới có, ít nhất là ngày hôm sau mới có được sơ bộ. À, trong khi đó họ biết rằng đối với một bệnh nhân nhiễm trùng nặng á thì cứ càng chậm trễ trong điều trị cái nguy cơ tử vong càng lớn, cứ sau là 2 giờ không có điều trị phát sinh thì nguy cơ tử vong lên tới 20%, sau 4 giờ lên tới 60%, và sau 8 giờ lên tới 90%. Và chính vì thế bác sĩ phải quyết định điều trị dựa trên kinh nghiệm. Và đi cái việc điều trị dựa trên kinh nghiệm của bác sĩ dựa trên nền tảng đó là họ sẽ có một phát sinh. Ví dụ ở nghi ngờ các tác nhân nhiễm trùng là các trực khủng răm âm thế này, hay đối với nhiễm trùng huyết ngày hôm nay đối với trực khủng răm âm một kháng sinh đầu tay được xem cái điều trị đó là kháng sinh một cái nhóm cả hai bên em, tức là meropenem và imipenem. Tuy nhiên nếu như các trường hợp bác sĩ cũng không có thể loại trừ rằng có khả năng bệnh nhân và nhiễm trùng cho cái nhóm cầu một răm dương, ví dụ chế độ cuối cầu tăng lượng cuối, thế các bạn thấy rõ ràng là đối với nhóm cả hai bên em nó không có hiệu quả nhiều trên cái nhóm cầu của răm dương. Và trong trường hợp đó bác sĩ họ phải dùng thêm một phát sinh nữa, đó là bằng không xịt. Vậy thì đứng trước một bệnh nhân mà người ta không thể loại trừ được các tác nhân nhiễm trùng thì người ta phải bao phủ hết luôn tất cả, rồi ngày hôm sau 2 ngày sau có kết quả bệnh nhân có kết quả kháng sinh đầu từ vùng xét nghiệm vi sinh, người ta sẽ tiến hành chặn điều trị kháng sinh lại. À, vậy thì cái phối hợp kháng sinh trong điều trị thứ nhất nó bao phủ tác nhân nhiễm trùng khi mà chưa có chẩn đoán loại trừ. Còn thông thường đi, cái phối hợp kháng sinh nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa là nó giảm cái nguy cơ đề kháng sinh trong điều trị. Các bạn điều trị một loại kháng sinh cái nguy cơ đề kháng nó cao, nhưng các bạn kết hợp hai loại kháng sinh vô thì nó chia đều ra và nguy cơ khoảng 50-50 nữa, và nó còn cách 20% thôi về mặt thống kê, nên nó có thể giảm được cái nguy cơ trong cái đề kháng sinh trong điều trị. Và cái nguy và một điều gì người ta muốn rằng hai cái sinh đó phối hợp với nhau nó phải có tính hiện đồng. Và để hai kháng sinh hay hai bộ phim kết hợp với trong cơ thể nó sẽ có ba nó sẽ có cả 4 cái hiệu ứng. Điều ứng thứ nhất là gì đó khác, nó khác những đề sao nghĩa là hai cái sinh này người vô trong cơ thể nó đấu khác nhau và nó làm mất một tính của kháng sinh. À, hiệu ứng này không ai chắc chắn ai để xài những gì họ biết. Hiệu ứng thứ hai là độc lập nghĩa là sao, nghĩa là hai cái sinh này vô trong cơ thể thì mạnh của kháng sinh nào còn mạnh theo con đường kháng sinh đó và nó không ảnh hưởng trên nào như trên nhau. Hiệu ứng thứ ba là gì, là hiệu ứng tổng. Hiệu ứng tổng nghĩa là sao,
như lúc cậu để làm phải mắt để làm nhé, cái hiệu ứng của một cậu hết rồi à. Và hiệu ứng thứ tư đó là cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng hiệp đồng. Hiệu ứng hiệp đồng là sao? Nó sẽ có quá trời, nó làm gia tăng hiệu quả của hai loại phát sinh luôn à. Vậy thì khi mà mỗi loại phát sinh trong điều trị á, người ta mong muốn rằng có một cái hiệu quả hiệp đồng của kháng sinh để mà tiêu diệt cái tác nhân gây nhiễm trùng đó à. Đó là những cái điểm mong muốn trong cái đối với kháng sinh dùng trong điều trị. Tuy nhiên không phải rằng tất cả các kháng sinh nào trong điều trị các bạn muốn phối hợp là cứ bác sĩ dùng phối hợp. Người ta có là phát sinh tác sẽ có nguyên tắc. Về nguyên tắc đó là gì? Nguyên tắc đầu tiên người ta phối hợp đó là gì? Người ta sử dụng những kháng sinh, những cái phát sinh, những các phối hợp mà trong y văn hoặc là trong những các nghiên cứu khoa học người ta chứng minh được nó có hiệu quả hay không. Tôi nói ví dụ như trong trường hợp hiện nay các điều trị đối với Acinetobacter pulmonae mà đang kháng sinh đó thì người ta phối hợp giữa cái gì? Giữa colistin người ta phối hợp với imipenem, hoặc là colistin người ta phối hợp với meropenem, hoặc là colistin người ta phối hợp với doxycycline, hoặc là ở cái ứng không vi trùng Acinetobacter pulmonae này người ta cũng phối hợp với rifampicin phối hợp với imipenem, hoặc là rifampicin phối hợp với tolamicin. Nhưng trong trường hợp đối với pseudomonas đại kháng đa kháng sinh thì người ta phối hợp với gì? Người ta không phối hợp với colistin, người ta sẽ phối hợp siro, phối hợp với mero, hoặc là người ta phối hợp siro phối hợp với là peptide amikacin hoặc colistin. Hoặc là đối với colet, đối với colet pneumonia thì người ta là phối hợp giữa peptide với là amikacin để điều trị. Tại sao người ta thực hiện những phối hợp này? Bởi vì các bạn thấy là những cái công trình nghiên cứu người ta công bố là bằng những nghiên cứu, bằng những công trình khoa học người ta công bố lên rằng những cái phối hợp này nó có hiệu quả trong điều trị. Và từ những cái nghiên cứu đó rất tiền lệ cho những y văn và các bạn thấy bắt đầu bác sĩ phối hợp với nhau. Và ở đây có một số cái nghiên cứu được lót lên cho các bạn. Ví dụ đây là nghiên cứu gì phối hợp giữa phối hợp kháng sinh trong cái điều trị đối với là cái nhóm mà colet mà tiếp là carbamazepine, hoặc là ví dụ ở đây là cái một cái phối hợp kháng sinh để điều trị đối với là nhiễm trùng đối với Acinetobacter pulmonae. Thì đó là những cái cách, những cái lựa chọn và phối hợp kháng sinh điều trị. Vậy thì các bạn thấy, tuy nhiên dù chắc các công trình nghiên cứu học hay không thì nó cũng có và một số cái nguyên tắc cho phối hợp điều trị. Đó là gì? Người ta không bao giờ phối hợp hai kháng sinh cùng hợp với nhau. Tại sao vậy? Tại vì hai kháng sinh cùng hợp với nhau nó có cùng có tác động, nên người ta không bao giờ phối hợp amoxicillin phối hợp với amoxicillin. Tại sao vậy? Nó cùng có tác động là tác động một tác động, và những khi nó cùng có tác động thì nó sẽ không gia tăng được cái hợp lực của kháng sinh. Cùng nó tác động hoặc là nó tác động hợp, nên người ta sẽ không bao giờ, hầu như người ta không bao giờ phối hợp hai kháng sinh cùng hợp với nhau. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là gì? Là người ta phải lựa chọn phát sinh mà làm sao cái cơ chế tác động nó có khả năng hiệp đồng. Tôi lấy ví dụ người ta phối hợp một cái kháng sinh, ví dụ như kháng sinh thứ nhất là belantam chẳng hạn. Belantam nó có quá trời gì? Nó có quá trời tác động vào trong cái bách tế bào, nó làm cho bách tế bào có vi trùng bị phá bỏ đi. Vậy thì người ta sẽ phối hợp một kháng sinh belantam tức là tác động vào bách tế bào với một kháng sinh mà tác động vào DNA. Và điều nhất khi mà sử dụng hai kháng sinh này phối hợp với nhau thì các bạn thấy về mặt cơ chế nó sẽ hiệp đồng. Nó hiệp đồng bởi vì sao? Bởi vì kháng sinh belantam phá bỏ bách tế bào, và khi phá bỏ bách tế bào thì cái kháng sinh thuộc cái nhóm rolubinolol nó có cơ hội vượt qua cái bách bị phá bỏ và nó tác động vào cái này, nên nó gia tăng hiệu quả của kháng sinh rolubinolol. Hoặc là người ta phối hợp giữa belantam, người ta phối hợp với một cái aminoglycoside. Bởi vì sao? Bởi vì kháng sinh aminoglycoside nó tác động vào cái gì? Vào quá trình tổng hợp protein. Quá trình này diễn ra bên trong tế bào trắng. Vậy thì dưới tác động của kháng sinh belantam nó làm cái bốt tế bào bị phá hủy đi, và kháng sinh aminoglycoside có cơ hội vượt qua đó bị phá hủy một cách dễ dàng, và từ đó tác động trực tiếp vào quá trình tổng hợp protein mạnh mẽ hơn, nên nó đưa ra một cái hiệu ứng gọi là tổng hợp đặc biệt. Thì đó là những cái nguyên tắc, những cái lựa chọn mà người ta phối hợp. Và một điều nữa, đối với kháng sinh đó, thì thật sự ra
Thật sự ra phát sinh người ta chia làm ba loại nhóm. Một nhóm thứ nhất là phát sinh phụ thuộc vào thời thấy các bạn sử dụng phát sinh. Các bạn thấy được một điều như vậy. Thế các bạn sử dụng phát sinh. À, thì đấy là cái nồng độ phát sinh trong cơ thể các bạn khi sử dụng. Đấy là cái gì? Đấy là thời gian hiện diện của phát sinh trong cơ thể. Và thì khi bắt đầu các bạn uống phát sinh vào, thì nồng độ phát sinh gia tăng theo thời gian, đúng không? Và đến một mức độ nào đó nồng độ nó giảm dần thôi, nó giảm luôn. Đây là cái mô hình mà cái nồng độ phát sinh trong cơ thể các bạn của một bệnh nhân. Vậy thì người ta sẽ chia cái phát sinh thật sự ra về mặt dược lý, về mặt dược động và dược học. Người ta chia phát sinh làm ba nhóm. Cái nhóm thứ nhất là gì? Là phát sinh nó phụ thuộc vào thời gian. Nhóm thứ nhất là phát sinh nó phụ thuộc vào thời gian. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái thời gian gì phát sinh trong cơ thể này dài thì cái hiệu quả nào tốt. Phát sinh này nó thuộc cái nhóm người ta gọi là beta, rồi được cái nhóm gọi là T trên MIC. T trên MIC. Tức là cái giá trị nồng độ, cái giá trị thời gian nó phụ thuộc vào cái giá trị MIC của phát sinh. Một cái loại thứ hai nữa là gì? Là phát sinh nó phụ thuộc vào nồng độ. Tức là nồng độ càng cao, nồng độ càng cao thì sao? Thì kháng sinh càng hiệu quả. Người ta gọi cái kháng sinh này, người ta gọi là kháng sinh là nó sơ mắt. Tức là nồng độ tối đa càng cao trên MIC. À, và một cái loại phát sinh nữa là gì? Nó vừa phụ thuộc vào thời gian, vừa phụ thuộc vào nồng độ. Tức là ví dụ đây là thời gian tác động phát sinh. Thì nó là diện tích của cái đường thông này. Người ta gọi là AOC, AOC trên MIC. Tức là nó vừa phụ thuộc vào thời gian, vừa phụ thuộc vào nồng độ. Vậy thì dựa trên cái nền tảng cơ sở dược lý đó, thì các bạn thấy sao? Người ta cũng là không bao giờ người ta hạn chế quá hai kháng sinh mà nó phụ thuộc vào thời gian, mà người ta sẽ có một kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ với một kháng sinh phụ thuộc vào thời gian. Hai kháng sinh này phối hợp với nhau là sao? Cái cơ hội hiệp đồng nó cao hơn, nó tác động nhiều hơn. À, nên các bạn thấy ví dụ như trong trường hợp này chẳng hạn, thì các bạn thấy là người ta sẽ phối hợp cái gì? Một cái kháng sinh là beta lactam. Kháng sinh beta lactam là một kháng sinh phụ thuộc vào thời gian. Người ta phối hợp với một kháng sinh aminoglycan là kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ. Thì các bạn thấy rõ ràng khi phối hợp hai kháng sinh này với nhau á, thì nó làm gia tăng cái hiệu quả hiệp đồng của hai kháng sinh này và nó làm gia tăng cái hiệu quả hiệu quả. À, thì đó là cái cách mà người ta lại lựa chọn kháng sinh trong phối hợp. Tuy nhiên cái cách này nó dựa trên những nền tảng. Cái khác này nó dựa trên một cái nền tảng lý thuyết. Một nền tảng lý thuyết. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra, khi đặt ra cái câu hỏi thực sự ra hai cái sinh này trong điều trị có hiệp đồng, có tác động tương hỗ với nhau không? Có tác động hiệp đồng hay tác động hay không? Thì rõ ràng là bác sĩ, ví dụ bác sĩ điều trị phối hợp hai cái sinh này với nhau. Một người nào đó lại hỏi bác sĩ cái ông phối hợp như vậy, ông dựa trên nền tảng như vậy, nhưng anh có cần chứng này nói là có hiệp đồng hay không? Thì câu trả lời và cái thời điểm trước đây người ta trả lời không cần. Nhưng ngày hôm nay nó có một cái xét nghiệm, đó là xét nghiệm phối hợp hai sinh, và xét nghiệm này nó sẽ chứng minh phát sinh có hiệp đồng hay không hiệp đồng. Vậy thì tuy rằng có một cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm phối hợp phát sinh này để hướng dẫn các bạn, tuy nhiên có một điều, cái xét nghiệm này các bạn cũng không nên làm nhiều, tại vì làm nhiều hậu quả là sao? Và hiện như là không cần tỏ không phải hiện nay cái xét nghiệm phối hợp phát sinh đã có trong danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, trong cái tài liệu 2017 của Bộ Y tế hành động có trong danh mục kỹ thuật, nhưng nó chưa có trong danh mục bảo hiểm. Tương lai trong vòng 1-2 năm sẽ chắc hay không, những gì đó có trong danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế là sẽ có trước sau được có trong danh mục bảo hiểm không. Nhưng nếu như không nên làm được nó, bởi vì làm được nó thì nhận rất là chẳng là làm được vấn đề xét nghiệm. Vậy thì khi nào người ta chỉ cho ra, khi nào bác sĩ nên cho một cái chỉ định phối hợp phát sinh? Chỉ định phối hợp phát sinh chỉ thực hiện trong một ba cái trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân hiệu nhiễm trùng nặng, bệnh nhân nhiễm trùng nặng mà hầu như không còn muốn gì để chỉ định,
hoặc là những thuốc mà có khả năng, ví dụ colistin cũng kháng, merovalin cũng kháng, nhưng mà phối hợp điều trị đó là thành công, có cơ hội thành công. Vậy thì trong trường hợp đó, không còn gì để mất thì phải phối hợp với nhau thôi, để hy vọng rằng nó có sự thành công. Trường hợp thứ hai, cái chỉ định là gì? Là trên những cái tác nhân mà nó nhiễm trùng toàn bộ, là nhiễm trùng diện rộng, rất là nhiễm trùng đó, nó kháng hết cho còn có một hai loại vaccine vậy thôi. Hoặc là những cái tác nhân mà các bạn làm cái tờ vừa uống rồi kháng hết cho không còn loại nào, tức là không có thuốc gì để trị. Thì trong trường hợp này, cái xét nghiệm này nên được thực hiện. Trường hợp thứ ba đó là gì? Một số kháng sinh á, trên cái cơ địa của bệnh nhân á, nó có thể là nếu như các bạn dùng cái liều không thường, nó có độc. Vậy thì làm cách nào mình có thể giảm liều, đúng không? Mình có thể giảm liều để cho hạn chế độc tính của thuốc được không? Không trả lời được. Nếu như các bạn kiểm chứng rằng là các bạn phối hợp mà nó còn còn nó là hiệu quả trong cái việc giảm liều thì các bạn làm. Vậy thì các trường mà phải xét nghiệm phối hợp chân thật sự ra nó chỉ là trong một số trường hợp thôi. Nó không phải là cái chỉ định thường quy, nó không nên là chỉ định thường quy, mà nó chỉ áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt, và điều đó nó liên quan đến giá thành. Cái vấn đề thứ hai, vậy thì làm cách nào để các bạn làm xét nghiệm phối hợp phát sinh? Thì nguyên tắc làm xét nghiệm phối hợp phát sinh là gì? Là các bạn sẽ làm bằng phương pháp quy hóa đó. Các bạn làm bằng phương pháp quy hóa đó, và các bạn sẽ sử dụng các bản dự kiến sáu diễn. Chắc bản dự kiến sáu diễn này, tôi lấy ví dụ. Đây là một phát sinh A. Cái diễn đầu tiên là diễn chứng dương. Diễn đầu tiên là diễn chứng dương. Chứng dương rất là sao? Không có phát sinh gì hết á. Chỉ có một trường hợp. Và tôi trang quy cổng cho bắt buộc trong phải học. Diễn đầu tiên. Diễn này gọi là diễn A1. Các bản dự này chắc các bạn biết. Bản dự chính cái số diễn. Vậy thì ở cái hàng đầu tiên hàng A. Hàng A tôi trong làm MAC của một lò kháng sinh. Kháng sinh A. MAC nó giả sử nó đi từ 64 từ 108 cho đến 0.12. Từ 108 cho đến 0.12. Ở đây có bị 0.108 64 32, đã bị lệch. 108 đến 0.12 nó bị lệch. Hàng B thì tôi đi từ cái cột cái dòng, phải không? Cái đây là MAC của một lò kháng sinh. Tôi lấy ví dụ như phát sinh Merovene. Được chưa? 128 nè, 64 nè, 32 nè, 16 nè, 8 nè, 4 nè, 2 nè, 1, 0.5, 0.55, 0.125. Ở đây đó, cái con số này hơi bị lệch tí xíu. Được chưa? Còn hàng B ở cái cột này nè, ở cái dòng này nè, dòng số cột 1 nè. Còn là cột số 1 thì tôi cho một đoạn phát sinh thần thứ hai. Tôi cho một loại phát sinh thứ hai. Vậy thì phát sinh thứ hai giả sử như ở đây là colistin này. Thì các bạn thấy ở đây là colistin là bằng 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125. Đồng ý chưa? Vậy thì bắt đầu từ cái khu vực này nè. Bắt đầu từ cái khu vực này nè. Là gì? Là phối hợp hai loại phát sinh. Trong cái dòng tròn này phối hợp hai loại phát sinh. Ví dụ ở cái dưới này, ở cái dưới này thì sao? Thì nó có chứa 108 microgram kháng sinh A và 8 microgram kháng sinh B. Rồi không? Và ở cái giếng này chẳng hạn thì sao? Nó có 64 microgram kháng sinh A và 2 microgram kháng sinh B. Ở giếng này thì sao? Thì nó có là 16 microgram kháng sinh A và 1 microgram và 1 kháng sinh B, 1 microgram của người bị nhầm. Kháng sinh B là 1 microgram. Rồi chưa? Vậy thì các bạn thấy là vậy thì đây chính là phối hợp hai loại kháng sinh trong cái ô này. Thì chưa không? Nguyên tắc là như vậy. Vậy cách làm sao? Dĩ nhiên là các bạn phải tính toán, các bạn sẽ cho kháng sinh vô đây. Rồi cái chuyện tính toán mình một lát mình sẽ nói sau. Nếu như các bạn chưa có cách tính thì một lát mình nói sau. Vậy thì cách làm sao? Cách làm đầu tiên là các bạn lấy cái con vi trùng á. Vậy dễ đọc, để dễ đọc tất cả các bạn nên cho cái chỉ thị màu vàng. Vậy thì đầu tiên các bạn lấy con vi trùng, các bạn pha trong nước muối sinh lý. Là bước 1, đúng không? Bước 2 là gì? Là các bạn lấy cái này nè. Các bạn lấy cái hiện dịch vi trùng, cái hiện dịch mà đối chứng á. Các bạn cho vào trong này. Các bạn cho vào trong này để các bạn làm cái nhiễm tố chứng. Có thể các bạn căng vi trùng vào đây luôn để làm nhiễm tố chứng.
Và thì sau đó các bạn bơm vào mỗi giếng, các bạn bơm vào mỗi giếng là 100 ml đều hóa lục. Đây là thời điểm các bạn pha loãng ra 1%, 1%, ví dụ cái tiết này có 10 ml, thì các bạn cho vào đây 100 ml, các bạn pha loãng 1%. Sau đó các bạn bơm toàn bộ cái giếng. Và để bơm nhanh thì sao? Nếu các bạn dùng cái micro pipette đó, các bạn bơm từ từ đó, thì nó lọc. Còn nếu các bạn muốn và sắp cái này bơm nhanh á, các bạn kiếm cái pipette 12 đầu á, đổ cái dung dịch ra, đổ ra cái điểm bên trên, xúc vào bơm, tám giờ là xong. Và các bạn nuôi ẩu, ngày hôm sau các bạn đọc kết quả. Ngày hôm sau các bạn đọc kết quả, thì đồng sao? Các bạn đọc kết quả, các bạn thấy sao? Các bạn thấy ở cái giếng này, giếng tối tính dương, giếng này bắt buộc vi trùng phải mọc. Rồi giờ nó một tiếng. Vậy thì ở bắt đầu các bạn làm sao? Các bạn còn cái hàng này nè, ở đây dùng cái từ cái hàng này nè, thì các bạn thấy MIC cái là hàng có hợp phát sinh, ví dụ ở đây tôi dùng là Meromene, thì các bạn thấy MIC của Meromene bằng bao nhiêu? Bằng 16, đúng chưa? Còn cái cột này còn có số 1 á là kháng sinh colectin, thì các bạn thấy MIC của colectin bằng nhiêu? Bằng 2, là mấy chừng. Và thì bắt đầu từ khu vực này là có sự hiện diện, là có sự hiện diện của hai đoạn kháng sinh trong mỗi giếng, tương ứng với ở trên và tương ứng với ở dưới, tương ứng ngang và tương ứng dọc. Ví dụ cái giếng này là 32 4, các bạn làm sao cho như này là 32 microgram meromidine và 4 microgram colectin. Quay đây ai là ai xét nghiệm khoa học. Vậy thì biểu lộ các bạn là sao? Biểu lộ các bạn đầu tiên các bạn làm sao? Các bạn xem thử cái giếng số 1 nó có màu hồng hay không? Giếng trứng dương á, cái giếng trứng dương á nó có màu hồng hay không? Và bắt buộc và mặt kiểm tra chất lượng cái giếng này sao? Phải dương tính, không dương tính không chậm. Và cái thứ hai các bạn bắt đầu xác định gì? Đây là giá trị MIC của Meromene, đồng ý không? Và để dễ tôi ghi vào. Rồi cái thứ hai các bạn sẽ xác định giá trị của colectin và các bạn ghi ra bằng 2, đồng ý không? Vậy thì cái bước thứ ba là các bạn xác định giá trị của Meromene khi mà có sự hiện diện của colectin. Khi có sự hiện diện của colectin thì các bạn thấy khi mà có sự hiện diện của colectin, nếu như ở nồng độ colectin bằng hoặc ở nồng độ mà có sự hiện diện colectin bằng 2 thì sao? Bằng 2 trở lên thì các bạn thấy điều gì xảy ra? Bằng 2 trở lên thì sao? Tất cả đều chết. Tại sao chết? Nó chết vì cái gì? Không ai nó sẽ tắt rộng. Bằng 2 nè, bằng 2 rồi. Cái hình tròn của vậy, hình đứa nhập của vậy nè. Nó chết vì cái gì? Chết vì colectin. Đúng không? Không có colectin, có nó bằng có trong Meromidine, nó cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì ngay nó sẽ bằng 2 lần, nó chết hết trơn rồi. Và con vi trùng chết vì colectin. Nên ở khu vực này các bạn không tính được. Đối với colectin nha, ở khu vực này mình không chờ bỏ. Vậy thì các bạn xét ở khu vực này, tại vì MIC của colectin bằng 1 tức bằng 2 tức là bằng 1 bắt đầu nó mọc rồi. Vậy thì các bạn thấy nếu như các bạn cho vào 1 microgram colectin thì MIC của Mero bằng bao nhiêu? Bằng 2 đúng không? Các bạn xét cái giá trị MIC của Meromidine khi mà có sự hiện diện của colectin. Vì thế các bạn cho và colectin bằng 1 microgram thì MIC của Meromidine bằng bao nhiêu? Bằng 2, đồng ý chưa? Nếu như các bạn cho colectin bằng 0.5 thì MIC bằng bao nhiêu? Cũng bằng 2 luôn, đồng ý chưa? MIC cũng bằng 2 luôn. Nếu như các bạn cho colectin bằng 0.25 MIC bằng bao nhiêu? Bằng 1. Nếu như các bạn cho 0.12 bằng 0.12 thì MIC bằng nhiêu? 16. MIC bằng 16. Và 16 này
thật sự ra mưa xấu là con môi trùng chết chết vì meropenem rồi chưa, ở ngay đây đã chết vì meropenem cái con này nè, cái khu vực này là con môi trùng chết vì meropenem nên mình không cho. Nên trong trường hợp này các bạn bỏ cái giá trị này đi, rồi chưa? Vậy thì các bạn có ba giá trị tất cả và lúc bây giờ người ta sẽ yêu cầu các bạn lấy cái giá trị MIC của meropenem mà thấp nhất hay có sự hiện diện của colistin thấp nhất là bằng bao nhiêu? Trong số ba con số này thì thấp nhất chắc chắn là bằng 2. Vậy thì các bạn sẽ ghi bên cạnh đó là gì? MIC của meropenem khi có sự hiện diện của colistin là bằng 2. Đồng ý chưa? Rồi tiếp tục các bạn sẽ tính, các bạn tính cái gì? Tiếp tục các bạn tính cái giá trị ngược lại, đó là giá trị của MIC của colistin khi mà có sự hiện diện của meropenem. Vậy thì ở đây mình tính sao? Các bạn làm rất đơn giản, các bạn cái MIC bằng 16 là chắc hết đúng không? Ok, bắt đầu từ đây các bạn vẽ cái đường vào khu vực này bỏ, đồng ý chưa? Vậy thì bắt đầu các bạn tính đối với colistin thì các bạn thấy nếu như trong trường hợp mà colistin bằng 8, khu vực này cũng bỏ luôn, khu vực này nè cũng bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ vì sao? Bởi vì con vi trùng chết vì colistin. Vậy thì mình chỉ tính cái khu vực này thôi, đồng ý chưa? Vậy thì các bạn thấy sao? Nếu như trong trường hợp các bạn cho vào 2 microgram mà meropenem thì colistin nó bằng bao nhiêu? Các bạn cho vào đây, các bạn cho vào 2 microgram, 1 microgram colistin, 2 microgram của imipenem thì colistin nó bằng bao nhiêu? Bằng MIC bằng 1 nè. Các bạn tính cho MIC, tính cái này nè, đừng tính cho này nữa. Thì MIC ở đây bằng bao nhiêu? Nếu như meropenem mà bằng 2 thì dẫn đến colistin bằng 1. Đồng ý chưa? Nếu mà meropenem cũng bằng 2 luôn, ở đây bằng 2 luôn, thì colistin ở đây bằng bao nhiêu? Bằng 0.5. Colistin cũng bằng 0.5. Nếu như các bạn cho meropenem lên bằng 1, các bạn cho meropenem lên bằng 1 thì colistin bằng bao nhiêu? Bằng 0.5. Thì colistin bằng 0.5. Còn nếu như các bạn cho lên meropenem lên bằng 8 thì ở đây colistin ở đây colistin bằng 0.12, nhưng mà bằng 8 ở đây á thì lúc bấy giờ chết vì meropenem không chờ. Vậy thì ở đây các bạn sẽ chọn cái giá trị colistin thấp nhất, không chắc là đồng ý chưa? Đây giá trị các bạn chọn là không chắc là lần. Và từ ba cái giá trị này, vậy thì các bạn có tất cả 4 giá trị, đó là gì? MIC của meropenem đơn độc, MIC của colistin đơn độc và MIC của meropenem khi có sự hiện diện của colistin và của colistin khi có sự hiện diện của meropenem. Và các bạn sẽ tính chỉ số fit. Chỉ số fit là gì? Là cái chỉ số cho thấy cái khả năng, có khả năng phối hợp cộng hay là đối cạnh. Thì chỉ số fit người ta tính như vậy, người ta quyết định như vậy. Chỉ số fit người ta quyết định, nếu như các bạn tính ra chỉ số fit mà cái giá trị của chỉ số fit, tức là cái bộ nồng độ ức chế phong độ, thì chỉ số fit mà nhỏ hơn bằng 0.25 thì người ta quy định rằng hai cái sinh này có khả năng thiệt động. Chỉ số fit mà từ 0.25 cho đến 1 là cộng, hai cái sinh này có tác dụng cộng. Còn từ 1 đến 4 là độc lập, còn trên 4 là kháng. Đối kháng thì dễ, tức hai cái sinh này cho vô nó sẽ ức chế, đó là phá hủy lẫn nhau. Độc lập thì cũng dễ hiểu là hai cái sinh này nó không tương tác với nhau, nhưng mà còn mức thì tầm nó khác nhau ở chỗ nào? Còn nó có tác động trên một hóa sinh, đó là gia tăng hợp tính của một hóa sinh. Còn hiện tầm đó là gia tăng hợp tính của hai hóa sinh luôn. Nên hai cái từ này nó rất là hay, nó lưu ý cái khái niệm cộng, tức là chỉ có một loại hóa sinh gia tăng hợp tính, loại kia không có gia tăng. Còn hiện tầm là sao? Cả hai loại cùng gia tăng hợp tính. Vậy thì các bạn tính thì số fit bằng cách nào? Bằng cách là các bạn lấy giá trị MIC của meropenem khi có sự hiện diện của colistin, các bạn chia ra giá trị của meropenem và các bạn cộng
với là cái giá trị MAC của collagen khi có sự hiện diện của meropenem và các bạn kia cho collagen tương ứng. Thì các bạn nói ví dụ ở đây là bằng 2 nè, đây tôi ghi lại nè, bằng 2 là đây nè, các bạn chia cho 16, ở đây là 0.25, các bạn chia cho 2 của đây là mấy giờ, và các bạn ra được con cái số là 0.25 và các bạn trả lời hai kháng sinh này hẹp lòng. Vậy là với xét nghiệm này khi các bạn ra con số kiểm soát, các bạn ra nhỏ hơn 0.5 các bạn trả lời là đó là bằng chứng cho cái hai kháng sinh này nếu như mà sử dụng nó sẽ có hại cho bạn hẹp lòng. Và đó là bằng chứng rất là rõ ràng khi con sử dụng con mặt từ thời gian nên bác sĩ yên tâm sử dụng. Thì hồi nghe nó cũng như nói cái đầu mình thường phải ủ qua đêm thôi. Tuy nhiên cái xét nghiệm này thật sự ra bên cạnh tính trị cho biết nó còn có một ý nghĩa nữa, có một ý nghĩa nữa đó là gì, tôi phân tích trên trường hợp này luôn, phân tích trên trường hợp này luôn để các bạn thấy cái ý nghĩa thứ hai của nó. Mà có nó thông thường một cái xét nghiệm trị cho biết các bạn sẽ cho ra bốn kết quả thứ nhất là MAC của phát sinh thứ nhất bằng bao nhiêu, nên khi các bác sĩ tính thường người chạy các bạn thứ hai MAC của phát sinh thứ hai rất là có đến tin bằng bao nhiêu, và các kết quả thứ ba là các bạn phát hiện hai phát sinh này có tác động như thế nào, hiệp đồng hoặc đối kháng hay là độc lập, và một cái kết quả thứ tư có sự còn nhiều không. Kết quả thứ tư là kết quả phân tích của các bạn, các bạn thấy nếu như trong trường hợp đây ở đây tôi tư chọn tôi copy lại thôi, meropenem nó kháng thế nào khi MAC của nó lớn hơn 1.8 và nó nhảy thế nào khi MAC của nó bằng 2, collagen nó kháng thế nào khi MAC lớn hơn 1 và nó nhảy thế bằng 2. Tiêu chuẩn này tôi lấy từ CVTA, không có gì bàn ở đây. Nhưng mà bây giờ các bạn phân tích nếu như trong trường hợp các bạn không phối hợp phát sinh thì ở trên con quy trùng này các bạn thấy MAC của meropenem bằng bao nhiêu, 16, tức là kháng là mấy giờ MAC của meropenem bằng 16 tức là kháng là mấy giờ, và các bạn thấy là MAC của collagen bằng hai là nhảy đúng chưa, MAC của collagen bằng 2 tức là nhảy. Và trong trường hợp này bác sĩ sử dụng collagen được nhưng người ta không muốn sử dụng đơn độc, người ta muốn phối hợp. Nhưng phối hợp trong trường hợp này rõ ràng các bạn làm hai, nếu các bạn làm xét nghiệm bình thường làm các sinh đồ thường quy thì bác sĩ nhìn vô thái này kháng bỏ không sao mà nghĩ được, nhưng nếu như các bạn dùng phối hợp thì câu chuyện rất là khác. Các bạn thấy khi mà các bạn phối hợp ở nồng độ bằng 0.5 ở khi các bạn phối hợp collagen ở nồng độ này bằng 0.5 nè, thì các bạn thấy MAC ở nồng độ collagen bằng 0.5 thì các bạn thấy MAC của meropenem bằng bao nhiêu, bằng hai bị nhẹ cả. Khi mà các bạn cho collagen vào bằng 0.5 microgram collagen thôi thì ngay lập tức MAC của meropenem nó bằng hai nghĩa là sao, nghĩa là nhảy, và điều gì còn chậm điều gì phối hợp với nhau thì lúc bây giờ phát sinh collagen meropenem từ hai nghĩa là nhảy, nên bác sĩ yên tâm phối hợp hai cái này nè, mặc dù rằng kết quả đơn độc thì meropenem nhưng khi dùng phối hợp nó trở nên nhảy. Đó là cái cách mà bác sĩ học rất thích cái xét nghiệm này, và rất thích xét nghiệm này nhưng rất tiếc không có những gì bảo hiểm nhiều đó thì trong nhỏ bí bá học rồi. Thật sự giá tiền nó nhiều, giá tiền nó tầm nó gần 150.000 nè cho một cái xét nghiệm phối hợp. Thầy đã cho bảo chúng ta nhiều vậy thì khi mà mình đạt kết quả sang bên nước thì mình sẽ đạt bốn kết quả. Thứ nhất các bạn trả lời MAC của meropenem đơn độc bằng 16 trả lời kháng theo tiêu chuẩn. Thứ hai MAC của collagen bằng 2 trả lời nhảy. Thứ ba hai cái sinh này phối hợp với nhau chỉ số viết bằng 0.25 hiệp đồng, và dĩ nhiên mình giữ ghi chú, các bạn phải ghi chú cho bác sĩ chỉ số viết là sao. Và thứ tư khi phối hợp collagen ở nồng độ bằng 0.25 chẳng hạn thì lúc bấy giờ MAC của meropenem bằng 2 nhảy, tại sao nó không trả lời bằng 1, đây là một nó cũng bằng 0.5 của em meropenem cũng bằng 2
mà 0.5 của bằng 2 về thì mình phải chọn cái nồng độ em thấp nhất. Đúng không? Tại sao tôi không trả lời bằng 0.5? 0.5 là bằng bao nhiêu? Đó bằng 4. À 4 là ngưỡng trung gian. Trung gian là bác sĩ cũng phân vân đó. Đúng không? Nên tại sao cũng không trả lời bằng 1 bởi vì sao? Bằng 1 có bằng 0.5 mà bên trong đây cũng bằng 2. Vậy thì tại sao mình không trả lời bằng 0.5 để bác sĩ biết được là nồng độ cái bằng 0.5 thôi? Khó là 0.5 thôi. Là dùng cái từ vậy. Còn lý do, người cao vô nồng độ thấp hơn, nồng độ thấp hơn mà 0.5 thì rất dễ bác sĩ nằm trong cái ngưỡng trung gian. Thật sự ra ngưỡng trung gian á thì bác sĩ sử dụng trong cái điều trị này. Thực hiện đại mới. Và một cái câu hỏi đặt ra, vậy thì cái nồng độ kháng sinh mà 0.5 microgram trên ml đó điều trị làm cách nào, bác sĩ điều trị dễ dàng không? Uống liều sao? Uống liều nào sao nó đạt nồng độ? Vậy uống liều sao nó có những cái công bố trên dược phẩm kháng sinh đó. Và ở đây tôi lấy một cái công bố cho các bạn coi. Ở công bố này là công bố vào năm 2009. Thì các bạn thấy nếu các bạn sử dụng cái liều colectin hay là liều nồng độ colectin, thì các bạn thấy là cái liều colectin nếu các bạn sử dụng theo cái liều 3 đơn vị trong 8 giờ, cái liều dùng chuẩn á mà 3 đơn vị trong 8 giờ, thì các bạn thấy để đạt được nồng độ bằng 0.5 ở nhiêu? Nó chỉ trong vòng chưa tới 12 giờ đầu tiên, tức là khoảng tầm có từ 8 tiếng 10 tiếng nữa là nó đạt được ngay nồng độ 0.5 rồi. Nhưng nếu như bác sĩ sử dụng cái liều mà 9 đơn vị trong 4 ngày, 9 đơn vị trong 12 giờ, thì lúc bây giờ các bạn thấy để đạt được nồng độ 0.5 thì sao? Nó chỉ trong vòng 1-2 giờ đầu tiên thôi là bác sĩ có thể đạt được cái nồng độ hóa sinh trong lúc là 0.5. Người ta sẽ tính cái liều dùng của hóa sinh. Ví dụ ở đây bác sĩ dùng theo cái liều mà 3 triệu đơn vị trong 8 giờ thì khoảng từng trong vòng khoảng từng 12 chưa tới 12 tiếng nó đã đạt được nồng độ là 0.5 rồi. Không là khoảng ở đây cái đường này thôi thì khoảng chưa tới 12 tiếng sử dụng có đến tiên người ta sử dụng tương đối lọc. Còn nếu như ở điều trị theo cái phác đồ mà ở cái điều là 12 triệu đơn vị trong 12 giờ thì lúc bây giờ các bạn thấy để đạt được cái nồng độ 0.5 tương đối dễ, trong vòng khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, 1-2 tiếng đồng hồ này cái nồng độ thuốc tiêm vào 1-2 tiếng sau là nó vô trong đủ cái hàm lượng lên tới 0.5 và họ duy trì được. Còn ngược lại, cái câu hỏi ngược lại, vậy thì cái nồng độ của meropenem thì sao? Meropenem cũng tương tự như vậy, nếu như các bạn sử dụng cái liều mà trên 2 giờ, các bạn sử dụng cái liều 2 giờ, tại vì ở 2 giờ là nó chịu được vi khuẩn rồi, thì bác sĩ muốn thành công, bác sĩ phải làm sao duy trì cái liều dùng meropenem lúc nào trong huyết thanh bệnh nhân cũng trên 2 microgram thôi đây. Vậy thì các bạn thấy một cái nghiên cứu người ta cũng công bố là năm 98, thì các bạn thấy nếu như trong trường hợp các bạn sử dụng theo cái liều mà truyền ven mà cái nồng truyền ven thì các bạn thấy sao? Chỉ trong vòng cái nồng độ meropenem nó ra như vậy và nó hạ xuống, cái hệ thống thì các bạn thấy nếu như cái nồng độ mà đạt lên 2 microgram á, đây là cái thời gian mà cái nồng độ đạt lên 2 microgram á, các bạn thấy 5 microgram là chưa tới tầm có chừng chưa tới một giờ nè, khoảng 15 phút thôi là nó đạt được cái nồng độ đó. Và các bạn thấy nè, người ta sẽ duy trì cái nồng độ đó vượt lên và nó duy trì một khoảng thời gian tương đối dài là tới mấy tiếng. 2 microgram là tới tầm khoảng chừng 6 tiếng. Tầm khoảng 6 tiếng. Nó duy trì được 6 tiếng. Ví dụ các bạn dùng cái liều thông thường mà cái liều thông thường là cái liều mà truyền ven đó, tức là truyền cho một cái đơn vị 1 gram trong 8 giờ. Tiêm vào 8 cái 8 giờ sau tiêm 1 gram. Tiêm một lọ, meropenem trong một lọ là 1 gram. 8 giờ sau truyền dịch chiều một gam đâu, thầy lúc giờ nó duy trì cái thông tin này là trên bác sĩ, thông tin này là trên không phải bác sĩ mà trong cái tình huống đó, trong cái tình huống nó có mở ra con thì nó biết rồi vậy, và bác sĩ họ biết hết, họ biết thông tin này hết, thông tin này từ dùng này là bác sĩ họ biết,
ở bên cạnh hiện tại, người bên cạnh hiện tại thấy không? Như sẽ ghé, như sẽ ghé bên cạnh thật. Dương Lâm Thành, biết rất là nên trong người Việt có cái ông Dương Lâm Thành không? Không biết bất cảnh, ví dụ họ đang thuốc á, là dùng bao nhiêu, là liều dùng mình sai sao? Để đạt cái đồng độ đó, ông tính tiền. Mà thật sự ông ngày trưa thì ông còn tính, còn ngày nay ra là người ta tính sẵn hết rồi. Còn nếu mà nó xuyên á, thì các áo mọi người cũng có tính. Còn một không, các bạn ở trong cái đơn thuốc á, hoặc các bạn chai trên mạng, các bạn chai trên cái mạng cái đơn thuốc, cái to thuốc của người ta mà, người ta cứ nghiền nó hết. Có đi luôn cái tính và có đi luôn cái biểu đồ cho các bạn luôn, khó không mà tính. À, tính này thật sự ra tính được nhưng mà tính nó không phức tạp, ngồi tính cực lắm. Cộng tức là sao? Ví dụ ở đây cộng độc lập á, đối kháng không kết hợp. Độc lập người ta cũng chẳng kết hợp, tại vì độc lập các bạn kết hợp nó mới nghĩ vậy đấy. À, nhưng mà cộng á thì cái ví dụ trong trường hợp này cộng á, tức là ví dụ các bạn dùng meropenem với colistin. Thì trong trường hợp các bạn dùng cái này để cộng á, là nó chỉ tác động nó làm gia tăng hoạt tính của meropenem. Còn colistin nó không có giảm, cũng không có tăng. Các bạn hiểu chưa? Còn độc lập hiệp đồng á là nó làm cả hai gia tăng luôn. Nên cái kết quả này các bạn thấy sao? Kết quả này hiệp đồng các bạn thấy ở đây hiệp đồng các bạn thấy rõ ràng ở chỗ như vậy. Khi các bạn phối hợp, các bạn nhìn vào các bạn thấy rất rõ. Khi các bạn không phối hợp, meropenem bằng 16, colistin bằng 2. Khi các bạn phối hợp thì meropenem nó giảm xuống bằng 2 và colistin nó giảm xuống bằng bao nhiêu? Bằng 0.5. Tức là cả hai cùng giảm MCO, người ta gọi là hiệp đồng. Còn nếu như các bạn phối hợp mà chỉ có một mình các meropenem giảm thôi, còn colistin nó cũng bằng 2 thì người ta gọi trường hợp này là cộng. Tức là nó chỉ có tác động, nó làm gia tăng hoạt tính của một loạt kháng sinh thôi. Thì tính lại là cộng với lại cái kia là không có phối hợp này. Cộng thì thông thường người ta vẫn phối hợp. Người ta phối hợp khi nào? Khi trong trường hợp cộng là người ta sử dụng kháng sinh đó là kháng sinh chính. Kháng sinh mà được giảm có thể khả năng mà làm gia tăng cái hiệu lực thì người ta sử dụng đó là kháng sinh chính trong điều trị. Còn kháng sinh mà không gia tăng người ta chỉ dùng phụ thôi. À. Còn độc lập thì người ta không có phối hợp. Tại vì độc lập phối hợp cho nó không thấy gì hết, nó không có dạng, nó không có tác động gì nào hết, không tương tác gì nào hết. Nói như vậy để các bạn dễ hiểu này. Bây giờ hai người với nhau cưới nhau xong cả hai lúc nào cũng cãi nhau ở đây rồi đó cản á, còn cưới xong cái là tiền ai lấy giữ? Độc lập. Còn cưới xong ra ông bà vợ ở nhà giữ tiền ông chồng đi làm, ông chồng bóc con đó là cộng. Ông chồng thì làm kiếm tiền vừa có tiền vừa có thân chất là cộng. Cưới xong cả hai cùng thân chất cùng kiếm nhiều tiền hơn là phải cộng, đúng không? Khái sinh cũng vậy, có gì dễ hiểu? Đa phần cộng hả? Các bạn dùng rồi nó mất đi một cái thận, đúng không? Ví dụ ở đây nó vẫn còn một đây, các bạn dùng rồi nó còn 16, nó không có 16, cái thằng này không giảm xuống. Anh các bạn cho vô thằng này giảm xuống còn 2, còn thằng này vẫn giữ nguyên là 1, gọi là cộng. Đồng ý cho anh người ta vẫn dùng. Đúng đúng đúng, tức là người ta sẽ chỉ định cho các bạn là phải là họ cần phải xét nghiệm cho người bệnh, họ chỉ định luôn. Còn như bác sĩ không rời nè là phối hợp các bạn, còn không họ chỉ định luôn là họ cần phối hợp giữa colistin với meropenem hoặc evipenem. À, mà lúc đó tại vì bác sĩ là người điều trị nè, ông biết có cần cái gì, ở phần mình đâu có biết có cần cái gì đâu mà mình phối hợp. Người phối hợp nhiều khi có phối hợp cái tổ hợp phối hợp có không dùng, nó thành cái phí vậy. Chỉ có bác sĩ mới là người biết được là ông cần cái gì, bây giờ ông yêu cầu mình mới làm. Có nhiều trường hợp
mới đôi lên khám luôn, khám một bạn hết tất cả, nhưng mà khi phó hợp vô là tất cả hơi nhẹ, cái nhẹ thì cũng không có phát sinh. Mà các bạn biết trong những trường hợp đó nhẹ được một lần phát sinh là mừng lắm, tại vì không có gì được gì hết. Bây giờ người nào có cũng được đây. Dạ. Nếu mà có được cũng không được là coi như chuyển nào. Và trong cái phòng thực hành thì tôi cho các bạn làm cái này, tôi có cho làm cái này. Bởi vì thì nhà nước mà luôn nó không có đâu là bây giờ vô mùa một bạn thì trường thì sao? Cô làm đó thì đâu? Là thầy cứ dự trường thoải mái đi. Bây giờ thầy giữ trường đi, thì tiền trường cũng không học viên rồi. Các bộ các bạn có tiền luôn mà. Đúng rồi, học phí đó. Nên là tôi mới biết là mỗi người một mẫu. Và trong đó có bản thân cũng vậy, nhưng mà đó là hình như là rất tiếc là ở đây đó hình như là sẽ có một nhóm là hai người là chung. Và cái bộ test đó là 11, nó có là 10 test. Mà các bạn có 11 là mua hai hộp á. Thì đại chưa, nên thôi cho được chung một nhóm. Hợp lý với lớp em á. Hợp lý hợp lý với trường luôn. Tại vì sao? Như sau này phòng thí nghiệm cái số tiền nó cao quá thì khó sâu, người ta sẽ thu cao học phí ra. Chào tiền. Ông tính được là khó khăn. Tôi nói rằng
những trường hợp như vậy á, thì nên sử dụng phát sinh này có hợp với như này, có hợp với em không? Trong trường hợp có không? Ờ, các liên mục người ta công bố như vậy đó. Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân này có hợp với hay không thì lúc đấy bác sĩ họ sẽ nghe cái lời, cái lời cái tư vấn của các bạn, họ sẽ nghe vậy. À, nghĩ như họ sẽ nghe cái tư vấn họ sẽ nghe để nó có còn đến không. Ví dụ nó ở cái bệnh nhân này như vậy đó, cái tiền sử bệnh án như vậy là không nên dùng colostin chẳng hạn. Không, bệnh nhân bị suy thận không, không thể dùng colostin. Thì chắc chắn là các bạn nên phó hợp colostin thì cũng không có ý nghĩa gì. Đó, thì lúc bây giờ các bạn phải phó hợp một tháng sinh mới, phó hợp những cái tổng hợp. Và rất nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã công bố chuyện này cực kỳ nhiều luôn. Các bạn nghiên cứu các bạn kẹt thầy. Và công trình còn mới không ạ? Từ năm 2000 để năm trở lại đây.